Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về toán có lời văn. Khi các bạn gặp toán có lời văn, các bạn nên tóm tắt nha, để các bạn nhớ cái nội dung của cái đề thôi, được chưa ạ? Rồi, một cái mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi nè, bằng 67,5 m. Nửa chu vi là bằng 67,5 m. Thì các bạn phải nhớ nửa chu vi chính là chiều dài cộng chiều rộng. Đề bài cho là 67,5 m, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chiều dài gấp đôi là gấp 2 đó các bạn, gấp 2 chiều rộng. Thì các bạn phải biết nếu chiều rộng 1 phần chiều dài gấp đôi chiều rộng, vậy là 1 x 2 là 2 phần, vậy rộng 1 phần. Thì dài sẽ là dài gấp đôi lên là nhân 2 đó các bạn, sẽ là 2 phần. Được chưa? Rồi, tính diện, tính chiều dài và chiều rộng, tính chiều dài và chiều rộng. Chấm hỏi, đơn vị là mét. Thì các bạn nhìn vào cái chỗ nháp nè, rộng 1 phần, dài 2 phần. Vậy ở trên là gì ạ? Phép cộng là tổng. Vậy ta lấy số phần của chiều dài cộng số phần của chiều rộng là mấy phần ạ? 3 phần. Giải nha các bạn, giải số phần bằng nhau của chiều dài và chiều rộng là ông là ta lấy số phần của chiều dài cộng số phần của chiều rộng bằng 3 phần. 3 phần này là 67,5 m. Vậy muốn tìm số mét của một phần, ta làm phép chia, vậy là được chưa ạ? Số mét của một phần là 67,5 chia 3. Muốn tìm chiều rộng thì ta nhân thêm số phần của chiều rộng nữa là nhân 1. Vậy là chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy 67,5 chia 3. Đây là số mét của một phần nè, nhân với số phần của chiều rộng là 1. Rồi, ra kết quả bằng bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía giúp lợi. Đối với phép chia và phép nhân, các bạn làm từ tay trái sang tay phải, hiểu chưa ạ? Tương tự chiều dài hình chữ nhật là ta lấy 67,5 chia 3 nhân với số phần của chiều dài là 2. Ra kết quả bằng bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.